Rồi chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay lại với kênh của Nhật Nông Cơ nhé mọi người. Hôm nay cửa hàng tiếp tục giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ xích đến từ Nhật Bản và nhãn hiệu là Shiroway, mã số là 352 nhé mọi người. Đó, em này thì đường kính bê tông là 40 ly. Đó, mẫu này thì dành cho anh em sử dụng trong gia đình vườn nhà. Đó, thích hạng mạnh ha, sử dụng em này vừa tầm vừa tay. Nòng của em này là 40 ly nhé mọi người. Đó, rất là mạnh nhá. Em này anh em xài hạ gốc thì nó thả ga luôn. Đấy. Thì tình trạng máy của em này thì rất là đẹp. Đấy, dường như là đẹp phải được 90%. Đấy anh em thấy không? Rất là đẹp. Thì cái đời 352 cái đặc điểm của nó là thứ nhất là nó thiết kế cho mình cái núm bơm xăng này. Đó, thì nó giúp cho mình nhạy nổ hơn so với các đời Shiroway khác ha. Và thứ hai là ốp lam của nó là được sử dụng ốp lam 2 ốc nha mọi người. Đó, và trực tiếp bằng khóa 13 nhá. Đó, như anh em thường xem thì mình sẽ để ý theo những cái đời như 360. Đấy, nó chỉ có đời ốc một chân ốc nha mọi người. Đó. Thì đời này nó thiết kế đời cao một chút, nó được cả núm bơm xăng phụ để nhạy nổ hơn này. Đó. Rồi, thì lam của nó này được sử dụng lam Latin 40 nha mọi người, mặt các cây là 35 cm nhá. Xích chân 25 nha mọi người. Đó, xích này xích chuột nhá. Thế lam này thì ráp lam Latin tỏa nhiệt này nha. Đó, lam Latin này anh em biết rồi ha. Các đường đánh của nó là nó rất là tốt. Nó không bị xúc xích, không bị cong lam nha mọi người. Xích này thì cũng còn khá đẹp này. Đó, xích này cũng phải được 70% so với mới nha mọi người. Đó, thì xích này em đã rũa sẵn về anh em chỉ việc sử dụng nhá. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam 2 ốc nhá mọi người. Vặn trực tiếp bằng khóa 13 nhá. Đó, và tăng xích của em này nằm đằng trước này. Đây nó con vít dẹp này, đó là cái con tăng xích nha mọi người. Bên phía mặt má ốp lam đây. Đó, rất là sáng, rất là đẹp luôn. Tem thương hiệu Shiroway vẫn còn này anh em nhá. Đó, mân lốc bằng mặt đằng sau này. Núm bơm xăng đây nhá mọi người. Và lốc mặt tiền đấy nhá. Tình trạng máy là zin nguyên bản nhá mọi người. Bảo hành bao lột lòng 12 tháng. Anh em mua bên em sẽ tặng kèm cho anh em 3 món đồ buji, rũa, tip ở buji ha. Đó. Đây lốc mặt tiền này. Độ chày chùa ít. Đó, mã số seri này 4107197, Made in Japan này, hàng chuẩn Nhật Bản nhá mọi người. Đây là lắp bình chứa nguyên liệu nhớt thải bôi trơn nam xích nhá. Còn lắp đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha. Đó, bên phía má hộp giật đây ha. Đó, tem mạt thương hiệu Shiroway vẫn còn nhá mọi người. Đó, rất là sáng luôn. Đó. Mẫu Shiroway mà nó được như thế này là cũng rất là đẹp nha mọi người. Đó, anh em nào thường xuyên xem thì mình sẽ biết được cái giá trị của nó ha. Để em sẽ mở bộ phận lọc gió cho anh em xem bên trong. Anh em nào muốn xem chi tiết hình ảnh video mình nhắn tin qua Zalo nhá, em sẽ gửi chi tiết cho người xem ha. Đó. Đây, màn lọc bên trong thiết kế cho mình màn lọc lưới nha mọi người. Đó, ốp kín tuyệt đối hai mặt nhá, chống bụi tuyệt đối vào bình xăng co vào đầu nòng nhá mọi người. Đây, chế gom rồ nhá. Đó, chế gom rồ nha mọi người. Chế này thì tiết kiệm nguyên liệu rất tốt. Đó. Và từ các cái chốt e này anh em thấy không? Đó, nó xài rất là gọi là còn rất là mới, đó, rất là đẹp này. Đó, em thấy không? Khá sáng ha. Rồi giờ em sẽ ráp đầy đủ lại và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nha mọi người. Đó. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cơ xích này liên hệ qua số điện thoại 0986289901 đặt hàng nha mọi người. Bây giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe ha. Đó, máy gan ti rất là êm ấm ha mọi người ha. Nòng 40 ly lên là anh em nghe lực máy rất là rát bốc nha mọi người. Nói chung là mẫu này anh em sử dụng trong gia đình vườn nhà là hết sảy luôn. Đó, rất là mạnh bốc. Đấy, mình hạ gốc này nọ thả ga luôn nha mọi người. Đó, và máy rất là đẹp nhé. Rồi, ok, em Shiroway 352 nhé mọi người. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy cơ xích này liên hệ qua số điện thoại 0986289901 đặt hàng nhé mọi người.